tao gì ông cháu? À, ông chú cắt cho cháu kiểu khá bảnh nhé. Khá bảnh á? Vâng. Hai bên này khá bảnh rồi còn gì nữa? Không, nhưng mà đây là khá bảnh tròn, còn cháu muốn cắt khá bảnh vuông hơn. Khá bảnh bản vuông à? Vâng. Thế trên này ông cháu thích cắt kiểu gì? Lấy yêu bung. Trên này là cắt bung lên gì? Vâng. Ừ, hai bên này trắng toát này, gáy vuông nhá. Vâng. Đúng không? Vâng. Ok, chiến luôn ông cháu nhá. Ok. Vào việc luôn. Dậy đi ông cháu ơi, xong đấy. Vâng. Quả khá bảnh gáy vuông của cháu đâu nhỉ? Đấy, quả khá bảnh của ông cháu đấy. Đây, gáy vuông đây. Đây. À, quay một vòng luôn. Quay cả một vòng luôn. Ok chưa ông cháu? Ok rồi. Chuẩn chưa? Chuẩn rồi. Đúng đầu ông cháu thích chưa? Vâng, đúng rồi. Chuẩn rồi, để của ông cháu một lốp nhá. Vâng. Thế còn lan tăn thì ông chú hỏi thật cho mặt mày có vẻ còn lan tăn đúng không? Không, chưa ông ở đoạn nào có nói đẳng luôn để ông chú con sửa. Thấy đoạn nào không ông? Hả? Đoạn này kiểu nó bị vỉnh ra. À, đoạn này vỉnh ra thế. Đoạn này là ông cháu bị xẹo. Ông cháu chưa? Đoạn này ông cháu bị xẹo, ông cháu định bắt đền ông chú à? Đây là xẹo của ông cháu đấy. Nhìn chưa? Thế thôi nhá. Ok. Tí đưa tiền cho vợ ông chú nhá. Thằng làm một kiểu chứ. Một thằng nhét thằng ấy. Ông chú ơi, ông chú. Đã đâu à? Vâng. À, lại thằng này lại quay lại đem gì đấy? Vâng, ông chú sửa cái cháu quản gáy cho cái thằng này bắt cái quản. Nào thằng nào gáy nào? Cái đầu kia làm sao? Quản này như ông cháu bảo là trông kiểu tuyệt quá. Tuyệt quá, kiểu nó ghét quá. Bây giờ lại sửa. Vâng. Chú nói thật, mày không hợp để đầu giống thằng này đâu. Mày chỉ để đâu khá bảnh thôi, chú nói thật đấy. Thế thì chú quay đó xin lại tiền, quay lại tiền. Mẹ vừa cắt xong lại xin lại tiền. Ông đòi lại tiền, nói mẹ ra đi đấy. Ông cháu ơi, đây chú ai ví ra cũ này 100.000 cả. Đấy, ở đằng sau lưng này. Đây, đây, đây. Ông vừa cắt xong rồi, ông lại còn quay, ông đòi lại tiền. Ơi, đây thả ông. Phải thằng ăn. Thằng sao thằng này cắt xong rồi nhá. Cắt xong rồi lại quay lại. Không biết cắt từ âm ở trong này ấy. Không có thằng đập trượt nữa. Thôi. Có thể tiếng chồng không? Có. Đấy, phải mua thằng đập. Cắt đẹp như thế nó đòi. Được ngay. Giả vờ, giả vịt.